Chào các bạn, trong video về tài chính ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề về Bitcoin. Và ở trong video này, EasyTech Class sẽ chia sẻ cùng các bạn cách cài đặt cái app Coinbase ở trên điện thoại iPhone của các bạn và tiến hành cái bước thứ ba là cái bước xác nhận danh tính hay là verify your identity bằng cách là upload cái giấy tờ có ảnh của các bạn, ví dụ như là bằng lái xe, hộ chiếu hoặc là chứng minh thư nhân dân ngay từ cái app Coinbase ở trên điện thoại. Và các bạn cũng sẽ tiến hành chụp ảnh selfie theo yêu cầu của Coinbase, sử dụng camera trước của điện thoại luôn. Thì để bắt đầu, các bạn sẽ vào phần App Store ở trên iPhone. Sau đó các bạn gõ Coinbase để tìm app Coinbase. Và các bạn nhấn nút Get để cài đặt cái iPhone. Các bạn chọn Install. Thì Coinbase sẽ được tải về máy iPhone của các bạn. Coinbase cũng có app ở trên điện thoại Android, nên nếu các bạn dùng điện thoại Android, ví dụ Samsung hoặc là LG, thì các bạn cũng có thể lên trên Google Play Store để tải cái app Coinbase về cho cái điện thoại Android của các bạn. Quá trình cài đặt đã hoàn tất, các bạn nhấn Open để mở app và giao diện của app Coinbase sẽ được hiển thị. Thì Coinbase hiện tại đang là cái sàn giao dịch mua và bán Bitcoin, Ethereum và Litecoin lớn nhất hiện nay. Nên là ngay khi mà mở app Coinbase, trước cả bước login hoặc là đăng ký tài khoản mới, thì tại màn hình dashboard của Coinbase đã hiện lên giá của Bitcoin ngày hôm nay là ngày 18 tháng 12 tại Mỹ. Thì giá của Bitcoin là 19.000 đô la trên một coin và đã tăng 18.000 đô la so với thời điểm năm ngoái. Ethereum thì giá hiện tại là 740 đô trên một Ether và tăng 732 đô so với thời điểm năm ngoái. Litecoin tương tự như vậy cũng tăng rất là cao, ở thời điểm hiện tại là 320 đô trên một Litecoin và tăng 316 đô so với thời điểm năm ngoái. Thì các bạn có thể xem lại cái video tạo ví Coinbase phần 1 và phần 2 của EasyTech Class để có thông tin về cách đăng ký tài khoản Coinbase để tạo mới ví Bitcoin, Ethereum và Litecoin. Vì chúng ta đã tạo tài khoản rồi nên bây giờ các bạn sẽ chọn Login, EasyTech sẽ đăng nhập vào bằng thông tin của EasyTech. Login. Và vì EasyTech đã bật cái chế độ bảo mật hai lớp nên là sẽ phải điền cái số 5990534. Đây là cái số mà mỗi khi các bạn login vào Coinbase từ một cái máy tính khác hoặc là từ một cái điện thoại khác thì các bạn sẽ cần phải nhập cái mã số do Coinbase gửi đến cái số điện thoại ban đầu mà các bạn dùng để đăng ký cái tài khoản tạo ví Coinbase. Để cái này là để tăng thêm cái mức độ an toàn cho cái tài khoản Coinbase của các bạn. Đây chính là cái bảo mật hai lớp của Google Authentication. Các bạn chọn Confirm. Thì hiện tại EasyTech đã login được vào cái tài khoản Coinbase sử dụng cái app Coinbase ở trên điện thoại iPhone. Và đây là cái màn hình dashboard, màn hình chủ của cái tài khoản Coinbase của EasyTech. Thì bởi vì EasyTech vừa mới tạo tài khoản này, chưa thực hiện mua bán giao dịch Bitcoin, thành ra là cái màn hình dashboard cũng mới chỉ có thông tin về bảng giá của Bitcoin, Ethereum và Litecoin. Nếu như EasyTech sử dụng một thời gian thì sẽ có thêm các thông tin về các giao dịch khác nữa. Hoặc khi mà chuyển sang tab account thì sẽ có các cái thông tin về cái số lượng Bitcoin mà EasyTech đang giữ hoặc là tiền USD mà EasyTech đã deposit vào. Và Coinbase cũng có cái thông báo là bạn hãy hoàn tất complete account setup, hãy hoàn tất cái quá trình thiết lập account của các bạn. Thì EasyTech Class sẽ nhấn vô. Hiện tại còn hai bước mà EasyTech chưa hoàn tất, đó là verify your identity và add a payment method. Thì cái mục đích của video này là chúng ta sẽ thực hiện cái bước là verify your identity, sử dụng chính cái điện thoại iPhone này, upload lên Coinbase cái giấy tờ có ảnh của chúng ta, và trong trường hợp này EasyTech sẽ dùng cái bằng lái xe ở Mỹ của EasyTech và sẽ dùng camera trước của điện thoại iPhone để chụp ảnh selfie. Đấy là một cái yêu cầu bắt buộc của Coinbase cho cái quá trình verify your identity, xác nhận danh tính của các bạn. Thì EasyTech sẽ chọn vô verify your identity và EasyTech sẽ upload cái driver license, nên sẽ chọn là driver license và EasyTech sẽ chụp ảnh lại cái driver license của EasyTech. Thì các bạn có thể sử dụng chính cái camera ở trên điện thoại iPhone để chụp ảnh lại cái giấy tờ mà có ảnh của các bạn. Trong trường hợp này là cái bằng lái xe của EasyTech, thì Coinbase sẽ hướng dẫn các bạn hai bước để chụp cái mặt trước và mặt sau của cái giấy tờ các bạn. Thì EasyTech vừa hoàn thành cái bước đó rồi. Đó là chụp ảnh mặt trước và mặt sau cái bằng lái xe của EasyTech. Và sau khi đã chụp ảnh hai mặt cái giấy tờ các bạn thì các bạn nhấn Continue. Thì ở bước này Coinbase sẽ yêu cầu các bạn phải chụp một cái ảnh selfie. Thì đây là cái yêu cầu bắt buộc của Coinbase.
và chúng ta sẽ sử dụng chính cái camera trước của iPhone để chụp cái ảnh selfie để đáp ứng cái yêu cầu của Coinbase. Thì các bạn chọn Take Photo. Thì chúng ta đã dùng chính cái camera của iPhone để chụp cái ảnh selfie. Thì cái việc mà sử dụng cái app ở trên điện thoại sẽ rất là thuận tiện, bởi vì điện thoại thì sẽ có cả camera trước, camera sau. Chúng ta có thể sử dụng cái camera sau để chụp cái ảnh mặt trước và mặt sau của giấy tờ, và sử dụng camera trước để chụp ảnh selfie. Như vậy là chúng ta sẽ hoàn tất được cả hai cái yêu cầu của Coinbase. Ở cái video trước thì EasyTech đã chia sẻ cái cách mà chúng ta tiến hành cái bước verify your identity, xác nhận danh tính sử dụng máy tính. Thì có một cái hạn chế ở trên máy tính là nhiều khi máy tính của các bạn không có webcam, hoặc là có webcam nhưng mà bị trục trặc gì đó, thì đến cái bước mà chụp ảnh selfie thì các bạn sẽ hơi gặp khó khăn một chút. Thì nếu như các bạn sử dụng điện thoại thì có thể khắc phục được cái tình trạng webcam ở trên máy của các bạn gặp vấn đề. Thì sau khi đã chụp ảnh selfie thì các bạn nhấn continue để tiếp tục, và cái màn hình cuối cùng verify the account hiện ra, và Coinbase cũng thông báo là cái quá trình xác minh cái giấy tờ và cái ảnh selfie của các bạn sẽ mất khoảng 5 đến 10 phút. Và khi mà các bạn quay trở lại màn hình trước đó thì các bạn sẽ thấy cái bước verify your identity của các bạn hiện tại bây giờ là có một cái dòng thông báo, đó là Identity Absorb Verification is pending please wait, thì có nghĩa là Coinbase hiện đang xác minh các thông tin về danh tính của các bạn, và khi nào Coinbase hoàn tất quá trình này thì cái dòng thông báo này sẽ biến mất và các bạn chỉ còn lại duy nhất cái bước cuối cùng là thêm thông tin về tài khoản ngân hàng mà thôi. Và khi mà quá trình này hoàn tất thì Coinbase sẽ gửi một cái email đến cái hòm thư mà các bạn đã dùng để đăng ký cái tài khoản Coinbase. Thì đó là cái bước mà các bạn có thể sử dụng cái điện thoại iPhone hoặc điện thoại Android để tải về cái app Coinbase ở trên App Store hoặc là Google Play Store và cài đặt trên điện thoại của các bạn. Sau khi mà đã cài đặt xong thì các bạn sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản ví Coinbase của các bạn. Có thể cái quá trình đăng nhập sẽ yêu cầu các bạn phải nhập vào cái mã gồm 7 chữ số được gửi đi tin nhắn của các bạn nếu như các bạn đã bật cái bảo vệ hai lớp ở trên cái tài khoản Coinbase. Và sau khi đã đăng nhập được vô app thì các bạn sẽ tiến hành cái bước verify your identity, và các bạn sẽ sử dụng điện thoại để chụp ảnh lại mặt trước và mặt sau cái giấy tờ có hình của các bạn, ví dụ EasyTech chụp cái bằng lái xe của EasyTech, và sau đó các bạn dùng camera trước của điện thoại để chụp ảnh selfie. Cái bước mà chụp ảnh selfie là cái bước bắt buộc để mà Coinbase có thể tiến hành xác minh cái tài khoản giấy tờ của các bạn và hình ảnh của các bạn có khớp với nhau không, và sau đó thì các bạn sẽ đợi thời gian để Coinbase tiến hành xác minh các thông tin mà các bạn đăng tải lên, bao gồm giấy tờ có ảnh và hình ảnh các bạn chụp selfie. Khi mà cái quá trình xác nhận của Coinbase hoàn tất thì các bạn sẽ nhận được một cái email gửi từ Coinbase, và nếu như cái quá trình xác nhận thành công thì các bạn đã hoàn tất cái bước xác nhận danh tính và các bạn sẽ sẵn sàng tới cái bước tiếp theo là thêm thông tin về tài khoản ngân hàng và có thể bắt đầu mua bán Bitcoin, Ethereum và Litecoin ở trên trang Coinbase. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, thích và subscribe đăng ký để ủng hộ EasyTech Class nha. Cảm ơn các bạn nhiều.